mà. Không mà không có tiền cá thì cá mới sạch bên hai. Cưng cái là mình chỉ có thách cháo nữa đấy à. Thách cháo là hơi như thế. Này, thằng này mình phải xem. Thằng này, thằng này.
này em tính. Vâng, đi vậy ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
sẽ bảo là con đóng là một kéo ư, vì sao là một kéo sâu hay Thank you.
bắn là hơi sợ nè. Nhà là đàn cá là tụ lục ơi, nhà là tụ lại như chào mọi người, mình tiếp tục đi quay tập tiếp theo HC nhá. Bây giờ mình sẽ vào mấy anh chị này. Đây hơi nắng tí nhỉ. Hơi nắng một xíu. Nắng quá, tối luôn. Cho em kế tí tí mát mát em quay tí. Ok, ở đây đi. Nắng quá. Nắng quá. Ôi hồ mẹ. Ờ, cái bài hát này hay. Xa đây có nghe được không? Ừ. Chơi cũng mệt chứ không phải đơn giản đâu, phải qua lâu lâu cũng một ngày thôi, không phải đơn giản đâu. Ừ, nếu mà có nhiều ngày chắc bỏ lâu rồi. Rồi bây giờ 16:22. Mặc dù mặt trời đã xuống rất là rồi nhưng mà anh chị và cô chú vẫn đang hát giao duyên. Đó, giờ bắt đầu mới ra đường rất là nhiều này, rất đông luôn. Nắng quá các bạn ạ, à. Mình sẽ đi một vòng đi. Để xem mấy cô chú đang hát giao duyên đi. Các quay tí nào. Chào khán giả. Thank you.